Hello, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ nấu món bún bò Huế. Và để nấu cái món này thì mình đã chuẩn bị đây là giò heo và xương heo mình dùng nửa ký và nửa ký thịt bò. Phần xương heo và thịt bò thì mình đã rửa sạch sẵn rồi nha. Và đây mình dùng một trái ớt, vài củ hành tím, vài tép xả và đây là củ hành tây, hai muỗng bột ngọt, hai muỗng đường và một muỗng muối. Và đây là bột gia vị bún bò Huế. Bột gia vị này mình dùng nguyên một bịch này luôn nha. Cái bịch này á, bịch bột gia vị này thì các bạn có thể tìm mua ở tiệm tạp hóa nha. Và đây là viên gia vị bún bò Huế nha. Ở trong đây thì nó có 4 viên vậy nhưng mà mình chỉ sử dụng 2 viên thôi. Và đây là mắm ruốc Huế. Mắm ruốc Huế thì mình sử dụng nửa hũ này nha. Còn đây là sa tế. Sa tế thì mình dùng 2 muỗng cà phê. Và đây là rau mà mình dùng để ăn kèm. Mình có giá, rau muống bào, bông chuối bào. Và đây là vài cọng hành lá. Đây là Huế. Rồi, như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên là mình sẽ trụng phần xương và giò heo. Mình bắt lên bếp một nồi nước. Nồi nước đã sôi, mình sẽ cho vô một ít muối. Sau đó mình sẽ bỏ giò với xương vô để mình trụng sơ qua. Mình sẽ vớt ra, mình trụng khoảng chừng 1 phút là được nha các bạn. Để cho cái phần giò heo của mình nó săn lại là được rồi. Giờ mình vớt ra, sau đó mình sẽ rửa sạch lại. Tiếp theo là mình sẽ bỏ bắp bò vô để mình luộc qua, luộc sơ qua luôn. Rồi bây giờ mình sẽ vớt ra và mình cũng rửa sạch lại. Rồi bây giờ mình sẽ đập bún tép xả này dập ra. Sau đó mình sẽ cắt ra làm hai. Cái phần xả này thì mình sẽ bỏ vô nước dùng để mình luộc bò các bạn. Bò mình đã rửa sạch rồi, bây giờ mình sẽ đổ vô cái nồi nước để mình luộc. Và mình bỏ mấy cái tép xả nãy mình đập dập vô luôn. Mình sẽ luộc khoảng 1 tiếng. Rồi mình bắt lên bếp một nồi nước nữa, khoảng chừng 2 lít nước đó các bạn. Sau đó mình sẽ bỏ cái phần giò heo mình đã rửa sạch vô. Mình bỏ hết cái phần củ hành tím vô luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho đường, bột ngọt và muối vô. Sau đó mình sẽ hầm 1 tiếng. Mình đã múc ra nửa hũ mắm ruốc Huế đây nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nước sôi vô nha. Mình đổ hơn nửa chén. Sau đó mình sẽ khuấy đều lên. Khuấy đều cho cái ruốc Huế này nó tan ra. Là mình sẽ lấy cái gói bột gia vị bún bò Huế này ra. Ở trong nó như vậy nè các bạn. Nó giống như là cái trà túi lọc vậy đó. Sau đó mình sẽ bỏ vô trong cái túi này các bạn. Mình rút lại như vậy nè. Mình để nguyên như vậy, mình bỏ vô trong cái nồi luôn. Đây, cái nồi giò heo của mình đã mềm rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ cái bột gia vị vô nha. Đây là hai cái viên gia vị của mình nè. Bây giờ mình sẽ múc cái nước. Nước này mình đổ vô. Đó, mình sẽ dầm ra nha các bạn để cho cái phần hai cái viên này nó tan ra đó. Mình đã khuấy cho hai cái viên gia vị này nó tan ra rồi. Bây giờ mình sẽ đổ ngược lại cái nồi nước dùng nha. Tiếp theo là mình sẽ cho vô 2 muỗng sa tế. Là mình sẽ đổ vô nửa chén mắm ruốc Huế. Mình sẽ khuấy đều lên. Các bạn có thể nêm nếm lại tùy theo khẩu vị nhé. Ở đây thì mình sẽ cho vô thêm một muỗng cà phê đường nữa. Cái phần mắm ruốc Huế thì các bạn nên nêm vào từ từ thôi. Rồi mình nêm nếm nhé. Các bạn đừng đổ vô một lần hết. Nếu mà các bạn đổ vô một lần hết vậy mình sợ nó sẽ dễ bị mặn lắm. Bây giờ mình sẽ vớt cái túi gia vị này ra. Như vậy là xong rồi đó các bạn. Hành tây và ớt thì mình sẽ bào mỏng ra nha. Và đây là bắp bò sau khi mà mình đã luộc cho nó mềm rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ xắt lát mỏng nha.
giờ mình sẽ làm cái phần nước chấm. Mình bắt lên bếp một cái chảo rồi. Mình để lửa nhỏ thôi nha. Sau đó mình sẽ cho vô một ít dầu ăn. Dầu đã nóng lên rồi, bây giờ mình sẽ cho tỏi băm vô. Mình phi cho tỏi vàng thơm, sau đó mình sẽ cho vô một muỗng mắm ruốc Huế. Đây là cái chén nước mắm ruốc hồi nãy nè các bạn, mình sẽ cho vô 2 muỗng nha. Sau đó mình sẽ cho vô nửa muỗng đường và khuấy đều lên. Các bạn khuấy cho đường tan ra, sau đó mình nêm nếm lại nha. Và đây là bún mà mình đã cho ra tô rồi. Trước khi ăn thì các bạn nên nhớ là mình phải trụn bún qua với nước sôi ra. Sau đó mình để ráo rồi mình ăn nha. Và bây giờ mình sẽ sắp thịt lên. Ở nhà mình làm cho nên rất là chất lượng nha các bạn. Như cái tô bún bò Huế rất là to luôn nè. Bình thường mình đi ăn ở ngoài chỉ có 35.000 một tô thôi à. Rồi như vậy là mình đã làm xong một cái tô bún bò Huế rồi nè các bạn. Cái nước chấm của mình thì mình đã múc ra ngoài chén rồi. Mình sẽ cho vô một ít sa tế nữa. Bạn nào thích ăn nhiều thì các bạn cho nhiều vô nha. Như vậy là mình đã làm xong cái món bún bò Huế rồi. Đây, ở bên đây mình có một cái dĩa rau nè các bạn. Rau này mình dùng để ăn kèm á. Các bạn nhìn cái tô bún bò Huế của mình có hấp dẫn không? Rất là thơm luôn á các bạn. Rồi mình sẽ cho vô một ít giá nè. Giá các bạn thích ăn giá trụng thì các bạn trụng sơ với nước sôi nha. Rồi một ít rau muống nữa. Bây giờ mình sẽ ăn thử thôi. Đây, ớt này để trang trí nha các bạn. Mình thì ít ăn cay lắm. Gấp rau vào đây đi. Đây cái lát chanh nè, chanh thì mình sẽ nặn vô. Bạn nào thích ăn chua thì các bạn nặn vô ít nha. Còn bao nhiêu thì mình sẽ nặn vô cái chén nước chấm nè. Mình khuấy đều lên. Nhìn cái chén nước chấm thôi là đã thèm rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mình trộn đều lên. Nhấn rau xuống cho nó chín. Sợi bún thì mềm mềm, dai dai nè. Cái nước rất là đậm đà nha các bạn. Rất là thơm luôn á. Có hành tây, hành lá vô nên làm cho cái món ăn của mình nó sẽ thêm phần hấp dẫn hơn. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thịt bò đi. Bạn nhìn cái lát thịt bò của mình nè. Chấm vô cái nước chấm nha. Thịt bò rất là mềm, rất là thơm luôn. Bây giờ để mình ăn cái giò heo nha các bạn. Giò mình hầm một tiếng luôn các bạn, nó rất là mềm. Mình nấu cái món bún bò này thì các bạn dùng cái bắp bò á, nó có gân nè các bạn thấy không? Thấy cái đường gân. Gân này ăn nó mềm mềm rất là ngon. Bạn nhìn cái miếng bò của mình nè. Và các bạn ơi, video làm món bún bò Huế của mình đến đây là hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Các bạn mà có yêu thích món ăn của mình thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!